Chào buổi sáng quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhịp đập thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Câu lạc bộ Tân Binh Khánh Hòa đã có chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Nightwolf 2023 với thắng lợi 2-0 trên sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua. Trong khi đó, ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh thì câu lạc bộ Liverpool cũng có chiến thắng đầu tiên trong năm 2023. Tất cả những lần đầu tiên đó sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong bản tin nhịp đập thể thao sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó sẽ là những chuyển động khác của thể thao trong nước cũng như thế giới. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả sau phần điểm tin chính ngày sau đây.